Mai Phương đang trả giá đắt vì scandal hình ảnh hủy hoại, biết cửa tiếng sâu tại Miss World 2023. Miss World là cuộc thi đề cao tính thanh lịch và chuẩn mực, các thí sinh tiếng sâu hiếm ai vấp scandal. Trước đó, Mai Phương từng vướng vào nhiều ồn ào khiến tên tuổi bị ảnh hưởng. Cuộc thi Miss World lần thứ 71 Hoa hậu Thế giới sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 11 hoặc 12 năm 2023. Như vậy, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đại diện Việt Nam còn hơn 5 tháng để hoàn thiện mọi kỹ năng và chuẩn bị dự án nhân ái để chinh phục đấu trường quốc tế. Hiện có 91 quốc gia xác nhận gửi thí sinh đến Miss World. Con số này có thể thay đổi vì một số nước chưa công bố đại diện. Theo thông báo của Chủ tịch Julia Molly, hoạt động năm nay rất nghiêm ngặt, bao gồm các phần thi tài năng, thử thách thể thao, sáng kiến, từ thiện. Cuộc thi cạnh tranh sẽ khốc liệt và chỉ người chiến thắng mới nhận được vương miện từ đương kim Miss World Karolina Bieslowska. Đại diện Việt Nam là đương kim Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị một hành trang chỉnh chu nhất tới đấu trường quốc tế. Bước ra từ cuộc thi nhan sắc danh giá hàng đầu của Việt Nam, Mai Phương được đánh giá là người phù hợp nhất cho chiếc vương miện. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, ứng xử, cô gái đến từ Đồng Nai còn được yêu mến bởi thành tích học tập tốt. Tân Hoa hậu Thế giới sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 82-63-92. Tại Miss World Việt Nam 2022, Mai Phương đoạt giải người đẹp tài năng, lọt top 5 người đẹp du lịch, truyền thông, thời trang và top 9 người đẹp thể thao. Về thành tích học tập, Mai Phương được đánh giá là thí sinh mạnh khi từng đoạt giải nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016, giải ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh 2017, đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11 và mới đạt IELTS 8.0 hồi tháng 4 năm 2022. Ngoài ra, thí sinh 23 tuổi cũng đăng quang ngôi vị Hoa Khôi, Đại học Đồng Nai, làm MC, cộng tác viên cho nhiều đài truyền hình, diễn giả cho nhiều cuộc thi, sự kiện sinh viên. Trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trực tuyến, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, đơn vị đưa Mai Phương đi thi Miss World cho biết Mai Phương đang tích cực rèn luyện trau dồi các kỹ năng như diễn xuất, học hát, học nhảy, học đàn. Người đẹp hầu như kiến lịch hoạt động trong tuần. Bà Dung chia sẻ, từ lúc Mai Phương đăng quang cuộc thi trong nước, chúng tôi đầu tư cho cô ấy rất nhiều. Mỗi khóa học của Mai Phương tốn khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tốn kém trong việc thực hiện dự án nhân ái. Theo bà Dung, điểm hạn chế của Mai Phương là khả năng đài từ chưa tốt ở thời điểm mới đăng quang, nhưng hiện tại đã cải thiện rõ rệt. Giữa một rừng nhan sắc đến từ các nước, Mai Phương phải cạnh tranh khốc liệt. Các chuyên trang sắc đẹp đang bắt đầu đưa ra dự đoán nhóm thí sinh sáng giá, trong đó có Mai Phương được nhận định có khả năng lọt top 7. Đại diện Nam Phi, Indonesia, Cộng hòa Séc là đối thủ mạnh mà các thí sinh phải dè chừng. Nếu không có gì thay đổi, Miss World vẫn duy trì thể thức chọn thí sinh theo chiến thắng của từng châu lục. Điều này dễ gây tranh cãi, kết quả thiếu thuyết phục. Người hâm mộ khá lo lắng cho Mai Phương khi cuộc thi năm nay do Ấn Độ, quốc gia rất mạnh tại Miss World đăng cai. Tại khu vực châu Á, Mai Phương còn cạnh tranh với đối thủ nặng ký Philippines và Indonesia. Hai nước này đạt thành tích tương đối tốt ở Miss World các năm, do đó giới mộ đều tin rằng cuộc đua sắp tới sẽ khốc liệt. Dạo quanh các diễn đàn hoa hậu, dễ dàng nhận thấy điều người hâm mộ băn khoăn nhất là liệu những tranh cãi trước đó có ảnh hưởng đến quá trình dự thi của Mai Phương hay không. Bởi Miss World là cuộc thi đề cao tính thanh lịch và chuẩn mực, các thí sinh tiến sâu hiếm ai vấp scandal. Hồi đầu năm, Mai Phương bị chỉ trích khi liên tục đăng clip nhảy cùng các TikToker tai tiếng. Công chúng cho rằng Mai Phương đi quá xa so với chuẩn của Hoa hậu ở Việt Nam. Do vậy, cô được khuyên nên chú ý giữ hình ảnh. Và rõ ràng trong những tháng tiếp theo, Mai Phương thay đổi theo hướng tích cực hơn.